Xã Giang Bắc, huyện Đắc Bơ có 8 thôn làng, trong đó có 5 làng đặc biệt khó khăn. Từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023 này, làng Rau Cơ Tô Đắc Giang, một trong 5 làng đặc biệt khó khăn của xã Giang Bắc, được đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng của làng với kinh phí 500 triệu đồng. Cùng với những đầu tư về hạ tầng giao thông tạo thuận lợi cho việc đi lại và chuyên chở nông sản của người dân, thì những đầu tư về các thiết chế văn hóa như nhà rông sẽ giúp bà con làng Rau Cơ Tô Đắc Giang có nơi sinh hoạt tập trung, tổ chức các hoạt động chung của làng. Qua đó thắt chặt tình đoàn kết gắn bó của người dân trong làng, cùng cộng đồng xây dựng làng ngày một phát triển. Được đầu tư nhất là đường bê tông, con mướn này kia, với nhà rông mới như thế này, bà con ở dân làng này rất phấn khởi. Làm thì có mà cuối năm thì là bà con có nhà rông mới. Nếu như trước đây, với nhiều bà con dân tộc thiểu số, đặc biệt ở những làng đặc biệt khó khăn, vấn đề nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường sống xung quanh là điều khó thực hiện bởi một số phong tục cũ của người đồng bào dân tộc thiểu số, thì nay đã khác. Nhiều bà con dân tộc thiểu số ở các làng của xã Giang Bắc hôm nay đã tự đầu tư và được hỗ trợ đầu tư hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh, vừa đáp ứng cho nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời góp phần để hoàn thành tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ có cái bùng này rất là tiết kiệm nước, với lại tiết kiệm điện nữa. Người ta kêu làm nhà nào cũng có nhà vệ sinh, có bùng rồi người ta biểu làm theo. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số ở các làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Giang Bắc, huyện Đắc Pơ hôm nay cũng đang nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Ngoài cây mía, cây mì, bà con này đã chủ động và mạnh dạn phát triển kinh tế với một số mô hình mới như làm rau màu. Và màu xanh của những vườn rau màu xanh mướt như thế này hứa hẹn cho một cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng phát triển khi thu nhập tăng lên. Hai vợ chồng chăn nuôi bò với lại làm mấy rau trồng ớt đồ gì đấy. Nói chung thì bà con trong làng thì thay đổi thì khá hơn xưa. Theo nguồn vốn của cấp trên thì cũng là ủy ban xã đã đầu tư xây dựng, nhất là quan tâm và quan trọng nhất là đối với năm làng này là thuộc làng đặc biệt khó khăn, thì trong năm 2023 thì về đầu tư về cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống cho bà con. Những đầu tư có trọng tâm trọng điểm của địa phương cùng sự nỗ lực từ chính mỗi người dân đã góp phần mang lại nhiều đổi thay khởi sắc trong diện mạo cũng như đời sống người dân ở các làng đặc biệt khó khăn của xã Giang Bắc hôm nay. Càng phấn khởi hơn khi làng đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này của xã Giang Bắc đã đạt làng nông thôn mới là làng Jun, một trong 5 làng đặc biệt khó khăn của xã. Cùng với đó, mục tiêu trong năm 2023, xã Giang Bắc cũng sẽ phấn đấu có thêm một làng đạt chuẩn nông thôn mới nữa, đó là làng đặc biệt khó khăn Bung Bang Hở Ven.